trước, các thí sinh của đội huấn luyện viên Phương Thanh và Ngọc Sơn đã vượt qua thử thách tại vòng ứng biến. 4 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi đội bước tiếp vào vòng trong. Tuần này, tập cuối cùng của vòng ứng biến, các chiến binh của đội huấn luyện viên Minh Tuyết và Quang Dũng bước vào cuộc chiến của vòng ứng biến đầy cam go và khắc nghiệt. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Papa, có những lúc tôi chưa thấy người vui thật buồn như đang ngập ngùi. Chị không biết sao mà tự nhiên em hát chị xúc động quá. Em rất cá tính, rất mạnh mẽ. Nhìn em giống y như một bản sao của Quang Dũng vậy đó. Cái vòng đầu em hát nó tình cảm hơn, nó dữ dội hơn. Và xin cảm ơn em đã tham gia trong chương trình lần này. Họ sẽ phải trải qua những thử thách do chính những huấn luyện viên đưa ra. Đó là những tình huống xảy ra ngay trên sân khấu khi các thí sinh đang trình bày tiết mục của mình. Dù cho nến son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hưng hờ. Sẽ có 2 thí sinh của mỗi đội phải dừng lại. 4 thí sinh may mắn nhất sẽ bước tiếp vào trong. Kịch tính, hấp dẫn và đầy bất ngờ. Tất cả sẽ có trong tập cuối cùng của vòng ứng biến. Ai sẽ thành sao? Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với vòng ứng biến của chương trình Ai sẽ thành sao. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Và thưa quý vị, ở vòng ứng biến này thì 6 thí sinh lần lượt của mỗi đội sẽ bắt đầu trình diễn. Và khi các bạn ấy đang trình diễn thì 3 vị huấn luyện viên còn lại có quyền bấm nút ở phía trước để tạo ra sự cố cho các bạn ứng biến. Vì vậy, các anh chị phải chọn đúng thời điểm để bấm gây khó khăn cho thí sinh của đội huấn luyện viên còn lại. Ví dụ như là đang hát thì micro bị hư, hoặc thậm chí là ban nhạc sẽ đánh một cái tông mà không đúng với chúng ta đã tập ngay lúc đầu, thì điều gì sẽ xảy ra đối với những thí sinh? Chỉ có bản lĩnh, chỉ có sự nhanh nhạy giúp cho các bạn ấy giải quyết được tình huống một cách trọn vẹn và khiến cho khán giả thậm chí không nhận ra được tình huống mà mình đã giải quyết được nữa. Thưa quý vị, mỗi một đội sẽ có 6 chiến binh và kết thúc vòng thi ứng biến thì chỉ có 4 gương mặt có số điểm cao nhất được huấn luyện viên lựa chọn bước tiếp vào vòng tiếp theo. 2 gương mặt sẽ phải chia tay với chương trình. Chính vì vậy, hãy cố gắng thể hiện thật tốt. Cũng đừng quên câu nói quen thuộc của chúng tôi: bạn chỉ cần hát hay, mọi thứ còn lại để chúng tôi lo. Xóa mùa son phai nhạt, từng hạt mưa bay trong chiều thu cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu ơi, vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hay lau thật khô. Xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu ơi, vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hay lau thật khô. Tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ đây nhìn lại con đường em đi trên. Người yêu ơi, vẫy tay biệt ly, cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hay lâu thật khô vì không muốn. Người yêu ơi, vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt
đôi say. Thưa quý vị, và đứng kế bên Thúy Vân đây chính là Trương Bảo Phát với ca khúc Con đường màu xanh. Đây là một cái phần mở màn hết sức trọn vẹn cho đội của anh Quang Dũng. Chị Minh Tuyết nghĩ sao ạ? Em quá lợi thế hơn những người khác. Đó là em cầm cây guitar và tự đệm cho mình. Thì không cần biết văn nhạc có tắt hay không tắt thì em cũng đang cầm cây guitar, em cũng đang đánh điệu. Và em nghe được cái key, nghe đầy đủ cái điệu này đó, em tự dẫn hết trơn. Cho nên cái điều đó là rất lợi thế cho em. Cho nên em đã hoàn thành khá tốt phần trình diễn của em. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Và người đưa ra những cái thử thách cho bạn mà bấm máy đó chính là huấn luyện viên Ngọc Sơn. Anh thấy bạn của mình ngày hôm nay như thế nào ạ? Em hôm nay đã phần hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Độ cao, độ rung của em rất là tốt. Em hát cái giọng có vẻ chuyên nghiệp, nhưng để thu hút á, thì những cái lúc đầu em vào nhạc thì những cái nốt trầm của em nó không được, chưa được đẹp lắm. Nó hơi bị lỏng cộng. Lên phá thăng hoặc là mí thì em lên với những nốt đó rất là đẹp. Mong rằng nếu em được vào sâu hơn nữa, lần sau em để ý kỹ hơn để hát những nốt trầm, những nốt thật trầm thật là bén. Về phong cách của bạn ấy ngày hôm nay thì chị Chanh nghĩ sao ạ? Em có một phong cách nhẹ nhàng, đúng như là huấn luyện viên của em. Chất giọng của em rất là hay, ấm và trầm và rất đàn ông. Và chị thích nhất cái lúc mà âm thanh mà tắt á, em hát chị vẫn nghe được giọng thật mà không có mic. Và em cân được cái lúc mà tắt cái mic đi và cái lúc mà có dàn nhạc vào, em vẫn hát rất bình thản. Chúc mừng em rất nhiều. Và xin mời anh Quang Dũng. Cái vòng trước, cái cách mà em cầm đàn là cái điều mà để anh chú ý đến em rồi. Mà hôm nay là em lại trình bày là anh lại thích hơn là cái, những cái vòng trước nữa. Và chọn cái bài hát này cũng rất là phù hợp với anh. Thì là chúc mừng cái phần thi của em cũng như là chọn cái bài hát ngày hôm nay. Nghĩa là không còn gì tuyệt hơn cho bạn khi mà bạn là hát đầu tiên mà nhận được lời khen nhiều như vậy từ huấn luyện viên của mình. Cảm ơn bạn và cảm ơn Tấn Phát. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cô gái tiếp theo. Đôi má thêm hồng.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bạn Kiều, luôn luôn xuất hiện trong tà áo dài rất là thướt tha mà hát những ca khúc bolero rất là ngọt ngào, ca khúc Người Tình. Bây giờ xin mời anh Ngọc Sơn sẽ nhận xét về cái giọng hát này. Giọng ca của em không xuống phong độ so với đợt đầu, hát rất là hay, tròn vành rõ chữ. Anh hy vọng rằng nếu em bước vào vòng trong nữa đó, em sẽ cố gắng khai thác hết chất giọng hay của em. Chúc mừng em cũng đã thành công với phần thi của em. Xin cảm ơn anh. Chúng tôi xin mời phần nhận xét tiếp theo của nam ca sĩ Quang Dũng. Những câu đầu tiên là những câu ăn tiền nhất trong bài, mà em đã chinh phục được những câu đầu tiên rồi. Cái phần chọn bài cũng như là em hát từ đầu đến cuối rất là trơn tru, rất là hoàn hảo. Chúc mừng em. Và xin mời chị Phương Thanh. Em có sẵn cái chất giọng ngọt ngào rồi, ở đây không ai phủ nhận điều đó. Cái giọng em nó ngọt đều lắm, chị nghe chị rất là thích, rất là tốt. Có sự hỗ trợ của Minh Tuyết nè, rồi chị của Minh Tuyết. Trời ơi, em có một cái lực lượng hỗ trợ sao quá mạnh rồi. Em quá tuyệt vời, chị chúc mừng em thành công. Em không ngờ là chị Phương Thanh có thể một cái câu nói mà có thể đề cập đến rất nhiều cái tài năng hỗ trợ phía đằng sau cho nữ ca sĩ Minh Tuyết. Và có một thấy một cái sự gato rất nhẹ trong cái phần giới thiệu ra thân thế họ hàng của huấn luyện viên. Cái tay nè, cái tay đấm xuống đây nè. Đấm xuống đây mà không thèm dò mặt Minh Tuyết cũng không dò. Nói chung là em lựa huấn luyện viên Minh Tuyết là em quá ư là khôn ngoan. Chị nói thật, em rất là khôn ngoan. Chất giọng em rất là khôn, rất là thanh. Những cái điều đó cộng lại cho em là một lợi thế rất là mạnh. Cho nên em phải phá cách một chút nữa sẽ là thành công lớn của em. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị Phương Thanh và cảm ơn lời nhận xét lôi cả một ekip hùng hậu ở phía sau ạ. Khi mà em hát câu đầu tiên thì chị Phương Thanh xoay qua chị liền và nói, có nghĩa là em đã hóp hồn được chị Phương Thanh ngay câu đầu tiên, cũng như là anh Ngọc Sơn và anh Quang Dũng. Nhưng khi mà em càng hát về sau, cái phong độ em nó không có vững và nó bị tuột dần, nhất là cái làn hơi của em. Cho nên nếu em được lọt vào vòng trong thì chị hy vọng rằng là em sẽ nhớ những gì mà các huấn luyện viên đã chỉ dạy cho em. Em là một người có một cái tiềm năng trong dòng nhạc bolero rất là lớn. Chị chúc mừng. Cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng là em sẽ thành công và được nữ ca sĩ Minh Tuyết lựa chọn nha. Cảm ơn em, chúc mừng em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh được gọi là dữ dội nhất của đội huấn luyện viên Quang Dũng. Xin mời đến với Đoàn Việt Phương. Ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng, anh đang chờ. Mùa đông ái ân, anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Dù cho mắt xanh kia hững hờ và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè gần bên anh, cho anh thấy một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi.
Hoàng Việt Phương. Em mời chị Minh Tuyết ạ. Hôm nay em hoàn thành cái bài hát rất là tuyệt vời, và cái chất giọng em cất lên ăn cái microphone dễ sợ mà rất là dễ nghe. Nói chung là chị rất thích, và thích nhất cái câu em hát là em ơi sát lại thật gần. Mà dạ, em cảm ơn. Em ngừng lại rồi và em hát như nói. Đó, chị rất là thích, nói chung chị rất là thích phần biểu diễn của em, phần trình bày của em ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh Dũng ơi, cái điều mà anh thích nhất trước tiên là em hát rất là rõ chữ, rõ lời. Và em có một cái duyên dáng ở sân khấu lắm. Cái cách thức của em đưa tay hay là cái thần thái của em rất là duyên dáng, rất là ăn sân khấu. Giọng hát của em thì rất là tốt, giọng hát đẹp, hát âm sắc tốt. Nhưng mà em vô câu đầu em lấy tới hai hơi là em hát em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Như vậy là không có được hấp dẫn lắm. Em có thể lên một hơi hát thử một hơi thử coi. Em ơi. Ừ đúng rồi, hát câu đầu thử. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Đó, thấy không? Thấy đúng không? Em làm được. Mà em lấy hơi, lần đầu tiên em hát như nào? Hát lại cái lần đầu tiên cho em hát. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. Đó, nhưng nếu mà em lấy một hơi sẽ đẹp hơn đúng không? Hôm nay phần thi của em chắc là ủng hộ một vé vào không? Chúc mừng em nha. Thực sự đối với chị á, hát một bài mà ổn từ đầu tới cuối đó là thành công rồi. Và em đã làm được điều đó. Với phần thi ngày hôm nay là em quá hoàn chỉnh. Và chị chúc mừng Quang Dũng. Chúc mừng Quang Dũng có mới có hai thí sinh thi thôi mà thấy được luôn cả hai rồi. Được 6 đi cho khó xử chơi hen. Đó bây giờ là mới là khó cho đó, em. Đó bây giờ mới là khó đó. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với giọng ca tiếp theo trong đội của huấn luyện viên Minh Tuyết. Hãy cùng chào đón trên sân khấu bạn Phương Thảo, xin mời. Đừng buồn nữa anh hỡi khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạng người. Tình mình đã như thế anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết nếu kéo thêm đau buồn còn lại đây đêm. Tại vì em quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa đã không chân thành. Tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi. Tại vì em ngày xưa quá yêu dài khờ. Tại vì anh nhỏ nhoi đã xem thường em. Tại vì ta ngày xưa đã yêu vội vàng. Thì giờ đây chia tay. Thí sinh Phương Thảo với ca khúc Đừng Buồn Nữa Anh Hỡi. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời anh Quang Dũng sẽ nhận xét về ca khúc này. Xin mời anh. Đây là một bài hát hay, nhưng mà để mà tham gia chọn, để mà dành cho một cuộc thi thì đối với anh nó chưa có đủ. Anh muốn nhắc lại với tất cả những thí sinh, khi mà thi
chọn bài nó hết sức là quan trọng. Và cái bài thi của em ngày hôm nay anh cảm thấy nó rất là đều, nó đều quá. Mình đang thi cho nên mình phải có nhiều, trong một bài hát mình phải xử lý nhiều vấn đề lắm, lúc êm, lúc cao trào, lúc bỏ nhỏ, lúc ngưng. Anh xin góp ý như vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Quang Dũng. Em có cái cách đứng hát nhưng mà nội lực rất là tốt. Một bài hát hay hay không nó ở điểm cuối cùng, ao bài là phải ao cho nó thật là tình cảm. Nhưng cái phần cuối em lại cái chữ còn đâu em hơi bị buông nha. Và ngân dài lại cũng không có hồn. Ngân vừa đủ nhưng đầy cảm xúc, đó mới là đỉnh cao. Cho nên nguyên một bài mà em hát tốt mà tới cái phần cuối cùng có hai chữ cuối mà nó không được hay lắm. Cái bài hát này chắc anh nghĩ là hay đó. Tại vì cái giọng của em bị cứng, cái độ rung của em không có. Tại vì em ngày xưa nói yêu anh nhiều. Cái vụ cái giữa cái hát hay và để trở thành sao, nó là một cái lằn ranh rất nhỏ. Nhưng mà bứt phá lên rất là khó. Trở thành sao nghĩa làm sao? Nghĩa là chinh phục được trái tim không phải giám khảo mà đại gia đình. Đại gia đình là khắp nơi, những người bình dân và tất cả mọi người làm sao cho lấy hớp hồn người ta. Với phần thi của em hôm nay, em hát các chữ đều đẹp, đều tốt hết. Nhưng vấn đề cảm xúc phải tăng thêm nữa. Thôi dù sao anh cũng chúc mừng em rất là tốt. Dạ, rồi đó. Những góp ý của ba vị huấn luyện viên ở đây chị không muốn nhắc tới nữa. Chị sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều trong đội của mình. Nếu em lọt vào trong, em nên nhớ những gì các huấn luyện viên đã góp ý và chỉ dạy cho em. Dạ. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã góp ý và chỉ dạy cho em. Em xin cảm ơn chân thành. Tôi xin được cảm ơn những lời nhận xét của cả ba vị huấn luyện viên và huấn luyện viên Minh Tuyết. Một lần nữa cảm ơn bạn và chúng tôi sẽ gặp lại bạn sau. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Tôi biết tin ai bây giờ, người còn đây tình còn đây, cuộc sống nào chờ. Có làm em nhớ những khi mình mà nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thời tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hỡi yêu nhiều người em thôi, xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu. Dạ em mời chị Chanh ạ. Em hát rất đàn ông luôn á. Thì ở thị trường bây giờ rất là thiếu cái chất giọng này. Chị thích cái đuôi bài của em, cái đó là nước hậu. Em vô cùng có nước hậu trong từng câu hát. Nó hay gì đâu á.
Và chị phát hiện ra một điều, em kết câu, kết nối các câu rất là lạ. Em kết đuôi câu này với đầu câu khác, em kết luôn một cái, em nhả chữ và em dấu chấm phẩy em khác. Và chị rất thích điều đó. Chị chúc mừng em. Bây giờ là Quang Dũng sẽ rất là khó xử. Thích là thích. Chanh nói rất là đúng. Nhìn em giống y như một bản sao của Quang Dũng vậy đó. Đẹp trai, lịch lãm, rất là đàn ông. Chỉ có một tí xíu cái này thôi nè, em bớt nghe nhạc của anh Dũng đi. Tại vì khi chị nghe giọng em phản phất Quang Dũng đâu đó, nói chung là về đó, em có bao nhiêu nhạc Quang Dũng em đốt hết giùm chị. Trời dạ, nhưng mà cái đó là phải sau cuộc thi mới được chị. Bây giờ vẫn còn đang đội Quang Dũng. Trời ơi, đốt chưa được. Gì đốt nhà người ta dạ. Chị chỉ góp ý chút cái đó thôi. Còn tất cả mọi thứ em đã hoàn thành rất tốt. Xin cảm ơn chị. Và xin mời nam danh ca Ngọc Sơn. Hôm nay thì chất giọng của em thì rất là đẹp. Những nốt trầm em rất là ngọt. Có nhiều cái quãng giọng của em rất là tốt, ổn định. Vấn đề là phát âm, em phải làm sao lôi cuốn hơn nữa. Bởi vì những phát âm bằng chính nội lực, chính cái giọng hát tình cảm của mình. Nói chung là hôm nay về sức khỏe, về phong độ rất ổn định. Tôi chúc mừng em. Cảm ơn anh. Và quay trở lại với huấn luyện viên Quang Dũng. Xin mời anh. Cái phần thi hôm nay của em, cái tông đầu tiên thì anh không thích lắm. Anh thích từ lúc mà chuyển tông, nó sáng hơn. Và cái chữ của em nó cũng chắc hơn, nó cũng là có cái độ trình diễn hơn. Và chúc mừng cái phần thi của em ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cảm ơn bốn vị giám khảo. Một lần nữa chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Xin được giới thiệu bạn Trọng Phước, xin được mời. Một sáng tác của nhạc sĩ Phỏ Hoài Phúc, ca khúc Hoang Mang. Bây giờ thì Quý Khang xin phép được mời anh Dũng. Trước tiên là chúc mừng cái phần thi của em về giọng hát cũng như chọn bài hát rất là phù hợp. Những cái tình huống xảy ra trên sân khấu nhưng mà em vẫn rất là bình tĩnh và vẫn hát rất là chắc nhịp và rất là rõ chữ nữa. Anh rất là thích cái phần trình bày này của em trong ngày hôm nay. Anh muốn nói thêm nữa là anh muốn cho nó có cái sự máu lửa chút xíu, vừa trình diễn chút xíu nữa là rất là tốt. Mấy chị Thâm hồi nãy cũng hát theo ca khúc này đúng không chị? Phương Thanh là rất thích bài hát này và chị hát theo em.
Bởi vì cái lời bài hát này là rất là hay. Em hát thật sự rất là quyến rũ, nó làm say đắm cái lòng người. Nhưng mà em cần hút hồn một xíu nữa là xong. Đó là thêm một chút xíu sức mạnh trong cái câu hát. Mình lựa cái chỗ nào mà cần thiết nhất để mình tỏ rõ được cái thế mạnh, thế lực của mình trong đó một chút xíu. Cái giọng hát của mình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị Phương Thanh. Và xin mời anh Phan Ngọc Sơn. Khúc mà em hát đoạn cao trào của em thì âm sắc của em không có đẹp. Khúc đầu nhả chữ thì rất là hay, nghe rất là chuyên nghiệp và có hồn. Những cái lúc mà lúc cao lên thì em chưa bám cái độ cao. Em lên thì em vẫn rung như cái bộ đầu. Giống như anh chị nói với em, cái con bò đó bự mà kêu không có lớn, nó kêu bò, biết không? Như con chó. À, là cả đầu xóm cuối xóm nó nghe liền, biết không? Tại con chó đó đứng hơi bụng. Là ứng. Là cái hơi bụng nó ở dưới cái đó thảy ra đó rất là mạnh, đúng không? Con gà cũng vậy, nó gáy nó phải luyện từ nhỏ. Nó gáy cái giọng nó mới văng ra được. Mình con người cũng vậy, đúng không? Con người thì cái ý thức hệ mình phải luyện tập. Nhưng mà anh rất khen cho em là cũng là ứng cử viên sáng giá trong cái đội của Minh Tuyết đó nha. Em được đó. em được. Một cái lời nhận xét của anh thôi mà nó đưa chúng tôi đến một cái thế giới của động vật, giống như là Discovery. Bây giờ chúng tôi xin mời nữ ca sĩ Minh Tuyết, mời chị. Lúc đầu em hát hơi á, rất là tốt. Những cái chỗ đó em thể hiện cá tính của em trong cái lúc đầu thì ok. Đúng, lúc là lên điệp khúc thì chị nghĩ em còn thiếu sót rất là nhiều. Nếu chị đưa em vào vòng trong thì chị sẽ chỉ dạy em thêm về vấn đề là làm cách nào để đẩy cái cao trào lên trong lúc điệp khúc. Chúc mừng em, cố gắng lên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một nàng công chúa của huấn luyện viên Quang Dũng. Xin mời đến với thí sinh Phương Nhạc. Phương Nhạc với ca khúc Bạc Trắng Lửa Hồng. Chị Chanh chính là người đưa ra thử thách, bấm nút và có những cái thay đổi ở trong bài hát dành cho bạn. Chị Chanh nghĩ sao ạ? Em có chất giọng rất là ngọt, bản lĩnh,
Từ lúc mà tắt nhạc thì chị thấy em hát lại ổn hơn. Hôm nay em hát là hoàn toàn không được hay lắm trong mắt chị. Em chọn lựa bài hát này hoàn toàn không đúng lắm với cái chất của em. Em hát bị rung nè, nhả chữ không đúng nốt nè, không chắc luôn. Và đây là một trong những cái cách chọn bài không đúng của em, cho nên sẽ gây trở ngại cho em rất là nhiều trong khi thể hiện bài hát. Và mời Ngọc Sơn. Em hát hôm nay giọng bị rung nhiều quá, với lại nhớ phát âm thì sờ với sờ. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao. Sờ nhẹ lên chút xíu. Nói chung là tinh thần không được ổn định lắm, về luyện lại. Dạ em có một cái chia sẻ là em, tại vì lần đầu tiên em được đứng một sân khấu hoành tráng và được hát với một ban nhạc rất là hùng hậu, và đứng trước những vị ban giám khảo đã rất là nổi tiếng rồi, cho nên là em có hơi bị áp lực một chút xíu ạ. Cố gắng nha, thật cố gắng nha. Xin mời chị Minh Tuyết. Những cái khuyết điểm của em thì chị Phương Thanh với lại anh Ngọc Sơn đã nói rồi. Và chị nói thêm một cái chỗ nữa là cái nhịp của em á, cảm giác như nó bị chậm hơn cái nhịp của ban nhạc đánh á. Nó bị lơi ra đằng sau lưng rất là nhiều. Cái nhịp của em nó không có chắc. Dạ, em xin cảm ơn chị Minh Tuyết. Chắc chắn là những cái lời nhận xét vừa rồi của cả ba vị huấn luyện viên sẽ giúp cho bạn Phương Nhạc rất là nhiều. Anh Quang Dũng nghĩ sao về phần trình diễn này ạ? Khi mà tham gia một cái cuộc thi, khi mà chọn một cái bài hát để thi, rất là quan trọng. Làm sao cái bài hát nó được nâng cái hơ của mình lên, và mình có những lúc mình trình diễn với cái bài hát thì mới gọi là chọn một bài hát để đi thi. Và xin cảm ơn em đã tham gia trong chương trình lần này. Cảm ơn bạn rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần kết quả nhé. Cảm ơn bạn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Và đây là một thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình. Và xin được giới thiệu, đó chính là thí sinh Châu Khang. Còn thưa bé cho vì khi đêm mở sương một đèn dầu hiu hắt yên hình cha tôi ngả về tường người dịu dàng hỏi thăm con và nhẹ nhàng ngồi bên con giọng cười hiền làm cho con được sưởi ấm dưới bóng cha, đời nhọc nhằn là để cho con, ngày lành ngày cậu vui nuôi con, chỉ một mình cha tôi gạt trống với con từ bé thơ. Papa, có những lúc con chưa thấy người, vui thật buồn như đang ngập ngùi, tiếng lại mẹ xuôi dòng tiếc nuôi. Oh Papa, tháng năm qua nơi cha đã xa. Mong manh nghiêng nghiêng một bóng ca, con chẳng làm được gì cho cha, Papa. Papa, do you remember? We only had each other when there was nobody else. Thật buồn như đang ngập ngùi, tìm lấy mẹ xuôi dòng tiếc nuôi. Oh Papa, tháng năm qua nơi cha đã xa. Mong anh nghiêng nghiêng một bóng ca, con chẳng làm được gì cho cha, Papa. Chúng ta vừa đến với một ca khúc viết về ba. Khúc bà rất hay. Em có một cái phong cách lạ lắm, có nghĩa là nhạc có mở nhanh cỡ nào em cũng đứng im. Em đứng im hồi chị lộ sao em không nhảy ta? Ta nhưng mà hồi chị nghĩ ra là bài này đứng im em hát vẫn hay như thường. Nhưng mà em bị phát âm nha cưng. Em bị phát âm. Tức là em có sẵn cái chất giọng rất là tình cảm và giọng em rất là vang. Nhưng mà nhớ là khôn nguôi chứ phải nguôi nha. Con với nguôi đấy là không được. Nguôi, con. Mà em nhỏ tuổi như vậy mà em hát được như vậy là quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Xin mời
Anh Ba, Ngọc Sơn. Đây là chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Để hát hay là một chuyện, để thành ngôi sao là một chuyện nữa. Những cái chuyện phát âm như ngậm ngùi hoặc đó là cái chuyện đó là một cái mistake, gây làm một cái lỗi rất là lớn. Em hãy xem lại và trau dồi hơn nữa, nghe nhiều âm nhạc và để ý kỹ về phát âm. Một cái chuyện nhỏ em làm không xong thì nó còn rất là nhiều thứ về âm nhạc nữa. Để trở thành một ngôi sao như là người ca sĩ chuyên nghiệp thì phải có sự trau dồi của mình, để mình chứng tỏ mình có một cái bản lĩnh. Nếu em muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, về phải trau dồi thêm nhiều hơn nữa kỹ năng nghe nhạc, phát âm. Trời đã cho em có giọng hát tốt rồi. Ý anh Sơn nói là em nó là một viên ngọc nhưng mà phải cần trau dồi, phải không anh Sơn? Trau dồi thêm. Vấn đề là trau dồi tiến bộ được bao nhiêu thì do chính bản thân mình ấy nữa. Xin mời anh Dũng. Anh Dũng nhà chia sẻ về nhận xét này. Em, cái điều mà anh thích là khi em hát rất là có hồn và cái giọng của em rất là nồng nàn. Với anh thì là anh rất thích cái sự nồng nàn của em. Cách hát của em nó cũng rất là dễ chịu, dễ nghe lắm. Và em hát rất là có hồn. Dạ, anh cảm ơn. Xin cảm ơn huấn luyện viên Quang Dũng. Và xin mời chị Minh Tuyết, chị nghĩ sao về cậu học trò nhỏ này của mình ạ? Con lựa chọn bài hát này không đúng. Bởi vì sao? Bài hát này chữ rất là nhiều. Mà với một người không có kinh nghiệm như con mà hát live như thế này nữa, âm thanh rồi băng nhạc đánh rồi đủ thứ, mà để nghe rõ từng chữ một, điều đó là điều rất khó. Không phải là dễ, và còn phải chính âm nữa. Cái điều đó con phải chú ý rất kỹ. Và nếu như cô cho con vào vòng trong thì cô sẽ giúp con làm điều đó. Nhưng con là một viên ngọc sẽ được tỏa sáng. Và chương trình Ai Sẽ Thành Sao này, miễn là viên ngọc thì tất cả mọi thứ để chúng tôi lo. Em về với đội chị Minh Tuyết là em sẽ trở thành sáng hơn, sẽ trở thành một ngôi sao sáng hơn ha. Ừ, cố gắng, chúc mừng em. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cô gái tiếp theo trong đội của huấn luyện viên Quang Dũng. Xin được giới thiệu Mai Tường Vi. Lòng chi nữa, hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ. Em đã biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Giây phút bên nhau, anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, cho anh nụ hôn đâu. Yeah.
Thưa quý vị, và đây chính là Mai Tường Vy với ca khúc Một Thời Đã Xa. Chị Trang ơi, chị là người bấm đưa ra thử thách cho bạn ấy, chị thấy sao ạ? Chị thử thách em rất là khó, có nghĩa là vào đầu tiên chị bấm luôn. Em chưa hát chị đã bấm. Và em cũng rất là bình tĩnh, nhưng mà chị thích cái cách xử lý của em ở cuối cùng hơn. Em rất cá tính, rất mạnh mẽ, có cả mic đưa ra ngoài y chang chị giống luôn. Chị Thanh ạ. À. Thay vì em hát đều nhịp như cái điệp khúc lần thứ hai, em hát out luôn. Và ban nhạc lại theo em. Cái đó là em rất là bản lĩnh. Chị chúc mừng em. Em xin cảm ơn chị Phương Thanh. Và xin mời giám khảo Ngọc Sơn. Tường Vy hát hôm nay hát rất là tốt. Vấn đề anh chị nói cho em, nhắc nhở cho em là em đưa micro quá xa. Và nếu mà ca nghệ sĩ mà đi hát mà cứ đưa cái micro như thế này, cái miệng các bạn sẽ bị méo. Anh ơi, được, tại vì để bắt đưa đây thì phẫu hình nó chắc sẽ không được đẹp lắm. Đúng không em, đúng không? Cái micro như vậy, cái mà để gì đây? Anh ơi, Phương Thanh hay để xa đó. Không, nếu mà nói về nói mic thì lại chị lên chị thị phạm cho em. Đúng không? Anh Sơn nói lên sửa luôn. Khi Phương Thanh mà đưa mic ra xa là Phương Thanh hay đưa mic ngược vô lại, chứ không bao giờ check đi. Phải đưa, có xa cỡ nào cái mặt cũng phải hướng qua bên này. Đúng không? Chứ còn em đưa ra xa cái em nhìn bên này là em tiêu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Đó là như vậy. Hồi nãy anh Sơn nói em là hoàn toàn chính xác, cho nên chị phải lên chị thị phạm lại cho em là vì vậy. Vậy là Thanh không có chứng kiến anh Ngọc Sơn rồi. Không, anh Ngọc Sơn hả? Anh Ngọc Sơn hát câu gì? Mời anh lên đây luôn. Anh Sơn ngày xưa anh hát, không biết giờ có làm được không nha? Không, anh Sơn ngày vẫn xưa, xuất sắc như thường ngày nhất. Ngày xưa hát á, anh Sơn à. À, hát một câu, xong kéo ra, kéo, xong rồi để xuống dưới đó, xong rồi đi một vòng. Anh làm lại đi anh. Không biết được hay không là mình thử giờ luôn. Dạ. Chúng ta nên là đưa thẳng micro đây, hoặc là cha ơi cha già dấu yêu. Chúng ta giải trí, chúng ta kéo, lúc nào cũng kéo căng hoài thì nó mệt. Lâu lâu mình làm cái để thể hiện sức khỏe, nhưng mà thực ra mình rất là hiền lành. Hôm nay em hát rất là hay, chúc mừng em nha. Yeah. Rồi. Anh cũng có thể bỏ phiếu luôn. Và anh Quang Dũng là với cái tiêu chí của anh, thì từ xưa đến giờ khi mà hát một bài hát, luôn luôn phải có một cái sự uyển chuyển, lúc hát nhỏ, lúc hát lớn. Thành ra là cái cách mà em hát một bài hát rất là phù hợp với anh. Chúc mừng phần thi của em. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thí sinh khác. Bạn này thì Quý Khang nghĩ là cái cách thể hiện của bạn ấy sẽ máu lửa hơn, sẽ chinh phục quý vị khán giả hơn. Mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của bạn Đức Thành, đội của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Xin mời. Thế thôi có những con đường bé nhỏ, có những lần hẹn nơi đó, thế thôi. Mưa rơi góc phố, mưa rơi ướt tóc em rồi, anh sao xưa nữa cơn mưa rơi. Cho ta đứng bên nhau, hôn nhau thế thôi, và môi lại sát bên nhau nhé, và ta lại nắm tay nhau, và ta lại bước chung đường, và ta bên nhau mãi thế thôi. Tình yêu nhỏ bé đến như thế, và anh sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên. Oh,
sẽ mãi yêu em, sẽ mãi bên em, sẽ luôn giữ em bên mình không để mất em. Thế thôi, thế thôi, thế thôi. Wow, một phần trình diễn phải nói là cực kỳ sôi động. Nhìn như chị Tuyết chị thích lắm. Những cái khúc như vậy chị Tuyết chị vui lắm. Dạ. Yeah. Vâng, xin mời anh Ngọc Sơn chia sẻ thì em để cho chị Tuyết nhận xét sau. Dạ, yeah, xin mời anh Ngọc Sơn ạ. Hôm nay giọng hát không có phê bình em được là cái gì dở hết. Vấn đề là cái lúc em hát nhỏ thì chưa thực sự lôi cuốn. Lúc lớn thì nó hình như overload, chưa có hấp dẫn lắm. So với cái bài đầu tiên của em thì cái vòng đầu em hát nó tình cảm hơn, nó dữ dội hơn. Tôi không phê bình vì về cái điểm diễn của em hôm nay một cái điều gì cả. Tôi chỉ muốn dạy cho em thêm về cho em thêm một hành trang để bước vào nghề tiến xa hơn nữa. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Xin cảm ơn danh ca Ngọc Sơn. Nói chung em có rất nhiều lợi thế, nhưng mà em phải biết cách che giấu bớt đi cái thế mạnh của mình. Còn nếu em cứ thể hiện một kiểu là em sẽ bị đều hoặc sẽ bị bắt bài, gọi là bị bắt bài. Cho nên cái cách dọn bài của em hôm nay chị lại công nhận. Chị có hơi khác một chút xíu, nhưng mà chị sẽ công nhận cái điều này của em. Cảm ơn chị. Cho mình hỏi Thanh có chút xíu. Cho nói là hôm nay em nó chọn bài không đúng hay là đúng là sao? Tức là cái cách chọn bài này không phải là chọn một bài quá hay cho mình hát hay, mà là một cái tiết tấu mạnh mẽ để ứng biến với tại sân khấu. Là đúng hay là sai? Thay đổi đa dạng hóa phong cách. Đa dạng và đúng. Ok. Cho phép Nguyễn Kha mời anh Dũng. Dạ, anh Dũng đang muốn chia sẻ điều gì ạ? Xin mời anh. Trong cái bài hát này lúc mà hát thấp anh vẫn thích và hát cao anh cũng thích luôn. Chính vì em tự tin em làm chủ được sân khấu cho nên cái cách hát của em nó rất là thoải mái. Nó không có căng và nó không giống như em đang trình diễn chứ em không phải là thi. Thành ra anh sẽ là người mà dành một vé chọn em. Ôi, rất nhiều rồi. Hai vé rồi. Dạ. Bạn có quyền tận hưởng cái giây phút này ngay lúc này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét từ người sẽ đưa ra quyết định cho bạn. Xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết. Khá khen cho em là trong một cái câu không có chỗ nghỉ nhiều mà em kêu gọi khán giả vỗ tay, nhưng em bắt vô cái nhịp ngay lập tức rất là lẹ. Và cái điều đó không phải là ai cũng có thể làm được, phải không Chanh? Phải tự tin mới làm được. Cái đó là cái bản lĩnh sân khấu của mình. Chị rất là khen em về cái điều đó. Thứ hai là bài hát này là một bài hát có tiết tấu. Cái cách xử lý của em lúc đầu nhẹ nhàng, êm ái, thì thầm, nhưng vẫn nghe được, nghe rất rõ. Và khi em lên cao trào, em đã làm cho chị nhún nhảy trên cái chiếc ghế này, thì chị chỉ kết một câu, thế thôi. Có một vé vào rồi đó, chúc mừng rồi đó. Cái cách nói của chị là tràn đầy hy vọng đúng không? Chúng tôi xin chúc mừng Đức Thành đã hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Và tuy vọng mà sẽ nhận được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo nha. Chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước dưới khe yêu.
trần gian. Dù từng chiêng bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon, cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thò, cho tôi ôm lấy vai. Đây chính là Ôn Vĩnh Quang với Ru Đời Đi Nhé. Chị Minh Tuyết, em cảm thấy là chị đang rất xúc động bây giờ. Xin mời chị. Tuyết thở dài luôn đó, chị không nổi luôn. Ôi, rõ ràng bắt gặp một cái tiếng thở kỳ lắm. Chị không biết sao mà tự nhiên em hát chị xúc động quá à. Chị không biết là em có lỗi gì hay không lỗi gì ở trong bài này đó, chị không cần biết luôn. Bởi chị bị viết, chị chỉ biết rằng là nếu âm nhạc mà làm chạm đến trái tim của người ta, có nghĩa là không còn gì để mà nói được nữa. À, chị muốn ôm em cái thôi à, cho chị ôm cái. Keep like that. Chị nói với em như thế này nè, trong cuộc đời em sẽ có một sự mất mát rất là lớn. Sự mất mát đó sẽ cho em một giọng hát rất là hay, một cảm xúc rất là đầy. Và sự mất mát đó, cảm xúc đó em lại đem lại em hát cho mọi người. Và mọi người là sẽ bù cái tình cảm, tình thương đó với em. Chị Tuyết ôm em như chị nói với em là chị rất là thương em. Em nhả chữ có nhiều cái mà nó như ngắt vào trái tim thường ta, nó là ngắt vào trong từng chút xíu một này, nó mới là đau. Và em đã có cái điều đó. Em hát mà người ta lặng đi, người ta không thể nào la được, đó mới là cao thủ. Và em là cao thủ. Cảm ơn những lời nhận xét của chị Phương Thanh. Và xin mời anh Ngọc Sơn. Em là một cái chàng khờ, nhìn là một chàng khờ dễ thương và tội nghiệp. Thì nó truyền tải qua câu hát của em, cái cách của em hát, em truyền thẳng vào trái tim người ta. Vấn đề là phát âm. Phát âm của em bị cứng, em không chịu nhả mở miệng ra. Dù đời đi nhé, thí dụ vậy, nhé. Em thì em không mở ra lớn nữa. Nhưng mà nói chung là em là một bông hoa đẹp. Chắc chắn là bỏ phiếu cho em một phiếu vào vòng trong nữa đó. Chúc mừng. Cảm ơn nam danh ca Ngọc Sơn. Và mời anh Quang Dũng. Những cái bài hát mà em chọn trong cái chương trình thi lần này á, anh cảm giác là những cái bài hát đều có cái nỗi niềm của em hết. Cho nên khi em cất lên á, thiết tha lắm. Thành ra là em hát nó rất là thênh thang, rất nhẹ nhàng. Thành ra là anh rất là thích cái điều đó. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn lời nhận xét của bốn huấn luyện viên. Và xin chúc mừng Vĩnh Quang. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của đội nữ ca sĩ Minh Tuyết. Thưa quý vị, đây là thí sinh có cái họ rất là lạ. Chúng ta sẽ cùng đến với bạn Khổng Minh Quân. Xin mời. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần một bờ vai em ơi, như khóc kênh anh lúc này
để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm. Anh biết cơn gió đang về, nhưng anh à, anh đưa đôi mắt anh tiệm, nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi, nên ngỡ như em về thôi. Mà sao trong anh buồn thế, anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên ngỡ. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mơ rồi nên ngỡ như em về thôi. Chúc mừng Hồng Minh Quân, bạn đã vừa hoàn thành phần thi của mình. Và vừa rồi đó chính là ca khúc Ngỡ của nhạc sĩ Khắc Việt. Một ca khúc mà Nguyễn Khang nghĩ là mọi người đi karaoke thường hay hát rất là nhiều. Dạ, cũng là một cái nữ hoàng trong karaoke. Giống như là bài hát lúc trước mà anh... Nếu em được lựa chọn. Dạ, nếu em được lựa chọn đã được nói trước. Vâng, xin mời anh Quang Dũng nhận xét trước ạ. Em có một giọng hát khỏe, hát rất là chắc. Chỉ có một điều là cái chữ tìm. Tìm. Đúng rồi, chị cũng phải bị nghe cái chữ đó. Chữ tìm. Anh đưa đôi mắt anh tìm à? Anh đưa đôi mắt anh tìm. Nó chỉ có chữ E trong đó. Cho nên tìm, là đó tìm, là... Tìm với ga, chứ ga ác tìm vậy đó. Dạ. Ga ác tìm thức mắt á. Cho nên là em phải chú ý cái điều đó. Anh xin góp ý điều đó thôi. Dạ, xin cảm ơn anh Quang Dũng. Dòng của em hôm nay em cover lại bài Ngỡ. Cái chữ tìm của em là em ra chữ tìm. Thành ra là nhắc nhở các bạn. Các bạn giống như nhiều bạn hát á, quê hương. Các bạn bỏ mất thành trên đường quê hương, không biết đâu đó luôn. Trên đường quê hương. Để ý, đây là những cái chi tiết rất nhỏ nhưng rất là quan trọng. Em hát hay cỡ nào hay, em lên sân khấu em hát phát âm sai là mọi người ta suy nghĩ liền. Dẫu sao cũng chúc mừng em đã làm hoàn thành phần thi tốt của em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em có một cái chất giọng rất là khỏe, cao, vang, cũng có cái tình. Nhưng mà volume á, là mở hơi bị lộn xộn chút. Chứ có chỗ to quá, có chỗ làm tôi hết hồn. Đó, nó hơi bị thất thường một chút xíu nha. Chúc mừng em rất nhiều. Xin cảm ơn chị. Xin mời huấn luyện viên Minh Tuyết. Cái bài hát Ngỡ này á, cái lời nó cũng rất là tình cảm và da diết. Nhưng mà chị cảm giác rằng là em hát cái bài này nó chưa có đủ cái sự nồng nàn tha thiết trong đó. Và cái cách xử lý của em có đôi lúc chị cảm thấy rằng cái beat nhạc đó hơi giật một chút xíu, cho nên nhiều khi em nghĩ là cái beat nó như vậy thì em phải hát giật một chút xíu, nhưng mà không có đúng. Theo như chị là em hát như vậy á, nó sẽ làm mất đi cái tình và cái hồn của cái bài. Cái đó là cái sự góp ý của chị trong cái bài hát này cho em. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Quân rất nhiều, chúc mừng bà. Thưa quý vị, thí sinh cuối cùng của đội nữ ca sĩ Minh Tuyết đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ sẽ là giờ phút mà nữ ca sĩ Minh Tuyết sẽ phải cảm thấy rất căng thẳng khi đặt lên bàn cân 4 gương mặt đi tiếp và 2 gương mặt sẽ chia tay với chúng ta. Thưa quý vị, giờ phút hồi hộp đã đến. 4 gương mặt nào sẽ đi tiếp cùng với huấn luyện viên Minh Tuyết và 2 gương mặt nào sẽ chia tay? Chúng ta sẽ được biết ngay bây giờ. Hãy cùng chào đón ra sân khấu 6 chiến binh của đội nữ ca sĩ Minh Tuyết trong vòng ứng biến. Xin mời! Ba cái tên của ba thí sinh được tuyển thẳng vào vòng trong. Trần Đức Thành. Xin chúc mừng Trần Đức Thành. Thí sinh thứ hai, Trần Thị Kiều. Xin chúc mừng Trần Thị Kiều. Và thí sinh thứ ba là con đó Châu Khang. Chúc mừng Châu Khang. Vậy là đây là ba thí sinh đầu tiên an toàn. Và bây giờ chúng ta còn lại ba thí sinh. Và chúng ta chỉ còn một suất
Xin mời chị Minh Tuyết. Một trong ba thí sinh này, chị sẽ báo một thí sinh đầu tiên sẽ bị loại. Chị tạm chia tay với Minh Quân đầu tiên. Và còn lại là hai cô gái xinh đẹp của Minh Tuyết đây. Trước khi chị lựa chọn thì chị muốn các em hãy cho tất cả quý vị khán thính giả tại hậu trường này cũng như là trên đài phát sóng thấy được gương mặt thật sự của các em được không ạ? Được không? Xin mời các bạn thí sinh, các bạn có thể cởi mặt nạ của mình ra. Chết rồi, hai cô nào cũng xinh hết. Chị rất là phân vân, chị phân vân rất là nhiều bởi vì chị có nhiều cái ý kiến trái chiều quá. Thôi bây giờ vậy, trắng hát cho chị một khúc lại, một khúc nhạc nào đó mà em cảm thấy em ưng ý nhất để em giành chiếc vé đi vào trong. Và Đen cũng vậy. Vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau. Vì em vẫn mãi là người đến sau, qua ngày gió thét cao vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chúng đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đau tự như vẽ màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên chị vừa nghe hai em hát hai bài, chị đã để ý từng ly từng tí của hai em. Một em sẽ ra đi nhưng ra đi để tốt hơn cho ngày mai. Thưa quý vị, cô gái xinh đẹp của chúng ta đưa tay người nào lên là đối thủ đó chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu! Cảm ơn nữ ca sĩ Minh Tuyết. Và như vậy chúng ta đã chọn ra được 4 gương mặt xuất sắc của đội nữ ca sĩ Minh Tuyết sẽ bước vào vòng hòa ca. Quý vị đang quay trở lại với vòng ứng biến chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Và đây chính là thời khắc dành cho kết quả của đội huấn luyện viên Quang Dũng. Xin mời các bạn thí sinh tiến ra sân khấu. Đây là cái giây phút mà phải nói là để chọn cho những bạn đi tiếp và phải nói lời chia tay với hai bạn trong ngày hôm nay. Thành ra là mọi người có đồng ý với Quang Dũng là các em này tháo mặt nạ để nhìn không? Xin mời các bạn mở cái mặt nạ. Đó, chào hôm nay các bạn ạ. Chọn 3 bạn gọi là vòng an toàn. Bạn trước tiên, chúc mừng bạn Vĩnh Quang. Xin chúc mừng Vĩnh Quang, bạn là thí sinh đầu tiên an toàn. Bạn thứ hai xin được chúc mừng Trung Hậu. Và Trung Hậu, bạn cũng an toàn. Và bạn thứ ba là bạn Việt Phương. Và chúng ta còn lại 3 thí sinh trên sân khấu. Hôm nay các bạn nào trình bày thi cũng rất là xuất sắc, rất là hay.
Nhưng mà trong một cuộc thi thì chắc chắn cái điều đó nó phải có. Xin chúc mừng bạn bạn Bảo Phát. Và Bảo Phát là thí sinh cuối cùng bước vào vòng hòa ca của đội huấn luyện viên Quang Dũng. Và rất tiếc phải chia tay với Tường Vi và Phương Nhạc. Và xin mời huấn luyện viên Quang Dũng sẽ lên sân khấu để nói lời chia tay với hai bạn nữ của đội mình. Một sự chia tay rất là đầy tiếc nuối, nhưng mà hy vọng đây sẽ là động lực để cho các bạn cố gắng ở trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Sau vòng ứng biến thì huấn luyện viên Quang Dũng đã lựa chọn được 4 gương mặt cùng với mình bước vào vòng hòa ca. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Quang Dũng. Chúng ta đã tìm ra 16 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng tiếp theo, đó chính là vòng hòa ca. Quý vị hãy đón xem để xem các thí sinh của chúng ta sẽ trình diễn như thế nào trong vòng hòa ca nhé. Kính thưa quý vị, và chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Ai Sẽ Thành Sao. Và cùng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, chương trình Ai Sẽ Thành Sao do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với MNT Picture thực hiện. Một lần nữa, Nguyên Khang, Thúy Vân xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau vòng ứng biến, các huấn luyện viên đã chọn 4 thí sinh xuất sắc nhất của đội mình bước vào vòng trong. Tại vòng hòa ca, đồng hành cùng với huấn luyện viên là các biệt đội hỗ trợ sẽ giúp các thí sinh hoàn toàn lột xác từ phong cách cho đến phần thể hiện các ca khúc trên sân khấu. Các thí sinh sẽ lần đầu tiên song ca với nhau, cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất. Đây sẽ là những tiết mục trình diễn xuất sắc nhất. Hát tới đó là vẫn chưa có đủ sức của em. Em bị rung nhiều quá. Cho cái tính cách của hai bạn rất là nổi trội. Tụi em rất là có phong độ. Rất đẹp đôi, rất sáng sân khấu. Mình sẽ trở thành người chạy đến điểm cuối cùng. Đây người ơi, vươn cao, em ánh sáng hân hoan trên trời. Từ khi ơi, em là chim én nhỏ. Từ khi ơi, tôi đã yêu mẹ. Where do we go? Về đâu? Yêu thương cho tới nơi đâu? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 6. Vòng hòa ca sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 11 giờ 45 thứ hai ngày 3 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.